Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 10. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái bài 1, bài 2, bài 3 của cái bài số 3 tích một vector với một số, đúng không nào? Như vậy thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài số 4 em nhé. Ok, chúng ta đi sang bài 4 em. Rồi, chúng ta đi sang bài số 4 em. Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC và D là trung điểm của đoạn AM. Chứng minh rằng 2 nhân cho vector DA cộng cho vector DB cộng cho vector DC thì bằng vector 0. Thì bây giờ để chứng minh thì chúng ta nên vẽ chúng ta ghi hình ra thì các em mới thấy được, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái tam giác ABC ra các em. Đây chính là cái tam giác A B C, được chưa nào? D là trung điểm của đoạn A, thầy nói AM là đường trung tuyến của tam giác ABC, chứng tỏ ở đây chúng ta sẽ lấy M ở đây chính là trung điểm của BC, thì AM nó mới chính là đường trung tuyến. Thì đường trung tuyến thì nó bằng mấy phần em? 3 phần ha, 3 phần trọng tâm ấy, em nhớ trọng tâm. D là trung điểm của AM, D đây chính là trung điểm của AM đó ha. Ok, được chưa nào? Như vậy thì bây giờ người ta yêu cầu các em chứng minh là gì? Câu A này, 2 nhân vector DA cộng vector DB cộng vector DC thì bằng vector 0, thì chắc chắn là chúng ta sẽ xuất phát từ vế trái rồi. Phía trái bằng 2 vector DA cộng vector DB cộng vector DC. Đó nào. Thì bằng cái gì các em? Nhìn trên đây để thầy hướng dẫn các em này. Như vậy thì ở đây chúng ta có vector. Như vậy thầy sẽ nói vector DB. Với lại là gì? Vector DC. Như vậy thì ở đây các em thấy vector DB này, vector DC thì bằng chính là vector gì các em? À, nó chính là bằng vector gì? Bạn nào biết? Bạn nào biết? Vector DB cộng cho vector DC thì bằng cái gì nè? Bạn nào biết nè? Đó chính là bằng gì các em? Đó chính là bằng vector, hai lần vector gì? Hai lần vector DM, M. Vì M chính là trung điểm của BC theo cái phần tính chất của cái phần 2 các em. Phần 2 với phần 3 mà thầy đã chứng minh cho các em rồi đó. Chúng ta chèn cái điểm Y á, các em nhớ không? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta có 2 vector DA cộng cho gì các em? Cộng cho 2 vector DM. Ở đây các em có thể mở ngoặc ra là vì gì các em? M là trung điểm của đoạn BC. Đó nè. Đó. Ok chưa nào? Và bằng tiếp, như vậy thì ở đây chúng ta có đặt hai ra chung. Bên trong còn lại là vector DA cộng cho vector DM M. Mà vector DA cộng vector DM, D chính là trung điểm của AM thì chứng tỏ vector DA cộng vector DM chính là bằng vector vector 0 ha. Thì bằng 2 nhân cho đây vector 0 thì sẽ bằng là gì? Các em bằng vector vector 0 bằng với phải. Điều phải chứng minh xong. Ở đây chúng ta có thể giải thích là vì M là trung điểm. Vì M là trung điểm của thành loại vì D. Vì D là trung điểm của AM. Nên ta có là vector DA cộng cho vector DM thì bằng vector 0 nhé. Để giáo viên của chúng ta không cần phải thắc mắc gì thêm nữa. Được chưa? Ok. Ta đi sang câu B các em nhé. Ta đi sang câu B. B người ta yêu cầu cái gì em?
2 lần vector OA cộng vector OB cộng vector OC bằng 4 lần vector OD, với cái điểm O này là một cái điểm tùy ý. Tùy ý thì chắc chắn chúng ta phải chèn rồi, đúng không nào? Rồi, đối với bài này thì chúng ta sẽ làm như sau các em nhé. Ở đây với một cái điểm O tùy ý, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ cái vế trái này các em nhé. Rồi, ok. Chúng ta có này, câu B các em. Chúng ta xuất phát từ vế trái sẽ bằng này 2 vector OA này cộng cho vector OB cộng vector OC, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ vì trước nha. Vì này chúng ta có là vector OA ấy, thì bây giờ thầy sẽ chèn D vào. Tại vì đây là OA, OB, OC, còn D là chúng ta chưa có, chúng ta sẽ chèn vào nhá. Nhưng mà thì vector OA thì theo quy tắc cộng thì sẽ bằng OD cộng cho D vector DA. Vector OB thì cũng sẽ chèn D vào thì trở thành là vector OD cộng cho vector D DB. Em có hiểu không? Vector OC thì sẽ bằng là gì? Vector gì? Vector O cũng là OD cộng cho gì các em? Cộng cho D DC. Bây giờ chúng ta thế vào chỗ này. Như vậy thì vế trái nó sẽ bằng này 2 nhân cho vector OA thì thầy sẽ lấy 2 nhân cho vector OD cộng cho vector DA. Các em hiểu chưa? Vector OB thầy sẽ viết trở thành là vector OD cộng cho vector DB. Cộng tiếp vector OC thì thầy sẽ viết trở thành là vector OD cộng cho vector DC. Đó, sẽ bằng tiếp em. Ở đây chúng ta sẽ nhân ra 2 vector OD cộng 2 nhân vector DA. Các em hiểu không nào? Cộng cho vector OD cộng vector DB cộng cho vector OD và cộng cho vector DC. Chúng ta bằng tiếp nha. Như vậy thì 2 cộng 1 cộng 1 thì bằng 4 vector OD cộng 3, anh đây thầy chỉ nhóm thành một nhóm trở thành là 2 vector DA cộng cho vector DB cộng cho vector DC. Mà ở đây ở câu A chúng ta vừa mới chứng minh được 3 này cộng lại bằng vector 0 này các em. Các em thấy không? 3 này cộng lại bằng vector 0 này. Như vậy chúng ta chỉ thế vào ha. Như vậy thì bằng 4 vector OD cộng đây là vector 0 thì sẽ bằng gì các em? Bằng 4 vector OD và bằng V phải. Điều phải chứng minh xong. Câu B các em hiểu không nào? Ok. Ở đây là theo câu A này các em nhé. Chứ câu A mà không có thì bắt buộc chúng ta phải chứng minh 3 A này cộng lại bằng vector 0. Các em hiểu chưa nào? Nên là khi trong một bài toán người ta đưa ra là có mục đích ở trong đó các em. Được chưa? Hình vẽ các em. Nhìn vào câu A trước. Các em nhìn vào câu B nè. Rồi, ok, chúng ta đã hiểu chưa nào? Chúng ta sẽ đi sang bài số 5 các em nhé. Rồi, chúng ta đi sang bài số 5 các em. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC của tứ giác ABC. Chứng minh rằng cái 2 nhân vector MN sẽ bằng vector AC cộng vector BD cũng sẽ bằng vector BC cộng vector AD. Bây giờ chúng ta cũng sẽ tiến hành vẽ cái hình ra các em nhé. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ cho tứ giác ABCD thì chúng ta vẽ cái tứ giác ra. Tứ giác thì em đừng nên vẽ nó thuộc cái hình thang các em ha. Không song song. Như vậy thì đây chính là A, B, C, D. Được chưa nào? Ở đây M, N là lần lượt là trung điểm của AB và CD. Như vậy trung điểm ở đây là M này. Ở đây là CD là N. Trung điểm. Thế nào? Chứng minh rằng là vector MN
sẽ bằng vector AC. AC chúng ta nói là nhé. Còn vector BD sẽ bằng vector BC. BC đây các. Cộng cho vector AD. Đó. Các hiểu chưa nào? Ok. Chúng ta nhìn đây thầy hướng dẫn nè. Rồi, đối bài này thì thầy sẽ xuất phát. Bây giờ thầy sẽ làm cho vector AC cộng cho vector BD. AC cộng vector BD này thầy chứng minh bằng vector BC cộng vector AD trước, sau đó thầy sẽ chứng minh hai vector MN nhân 2 này sẽ bằng một trong hai cái tổng này là được. Được chưa nào? Như vậy bây giờ chúng ta xuất phát này. Xuất phát từ ở vị trí này nhá. Ta có này. Vector AC cộng vector BD. Các em thấy vector AC cộng vector BD không nào? Thì bây giờ nó sẽ bằng, bây giờ thầy sẽ biến đổi để nó bằng vector BC cộng vector AD nhá. Nhưng mà thì bây giờ thầy sẽ chèn một cái điểm O bất kỳ vào và thầy viết cái dạng hiệu. Như vậy thì viết vector AC ha, vector AC thì thầy chèn O vào thì viết dưới dạng hiệu thì trở thành vector OC trừ cho vector O OA. Cộng tương tự như vậy thì thầy chèn O vào ở DB đây, BD đây, vector BD đây thì sẽ trở thành là vector OD trừ cho vector O OB. Sẽ bằng tiếp. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ viết trở thành là vector OC trừ vector OB. Được nào? Cộng cho gì? Vector OD trừ cho vector OA. Sẽ bằng tiếp. Vector OC trừ vector OB thì chung góc O thì mà đây hiệu thì em lấy B trừ BC trở thành là ra được vector BC cộng tương tự như vậy nó sẽ là AD. Như vậy các em đã chứng minh được hai này bằng nhau rồi này. Chúng ta chứng minh được một vế rồi này. Các em hiểu chưa nào? Vậy ở đây chúng ta đã chứng minh được là vector AC cộng cho vector BD sẽ bằng vector BC cộng cho vector AD. Ok. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta chỉ cần chứng minh hai nhân vector MN sẽ bằng một trong hai này nữa là coi như chúng ta đã chứng minh được ha nào. Như vậy bây giờ chúng ta cần phải chứng minh ta cần chứng minh hai vector MN này sẽ bằng là AC cộng cho BD nữa là xong ha. Ok. Như vậy các em cũng nhìn để thầy hướng dẫn luôn cho các em luôn này. Như vậy thì ở đây trên hình vẽ thì chúng ta cũng xuất phát dùm thầy là từ MN này, vector MN. Như vậy thì cái vector MN này các em thấy nào, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của DC. Như vậy thì vector MN MN này nó sẽ bằng gì các em? Nó sẽ bằng vector MA cộng cho gì? Cộng với em, cộng vector NC. Thầy nói MA cộng cho CN và cộng cho vector gì? AC. Có đúng chưa nào? Và một cái nữa, vector MN này nó cũng sẽ bằng là gì các em? Vector MB cộng cho DN và cộng cho BD. Có đúng chưa? Đó, như vậy thì ở đây chúng ta có này. Ta có vector MN sẽ bằng gì? Vector MA cộng cho vector AC và cộng cho vector CN. Được chưa? Và vector MN này cũng sẽ bằng là vector MB cộng cho gì các em? Cộng cho vector BD và cộng cho vector DN. Đó. Ok. Rồi, được chưa nào? Như vậy thì tới đây chúng ta sẽ tiến hành cộng hai vế vế theo vế ha. Cộng hai vế vế theo vế, như vậy các em lấy vector MN cộng vector MN sẽ bằng là lấy vector MA cộng vector AC cộng vector CN cộng vector MB cộng vector BD và cộng cho vector DN.
Như vậy MN đây ra được hai vector MN chúng ta ra được con này ha. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhóm hai này trở thành một nhóm nhé, vector AC cộng cho vector BD một nhóm này cộng cho gì, vector MA cộng vector MB. M là trung điểm thì chắc chắn cái anh này là bằng vector 0 rồi này ha, nè cộng cho gì, vector CN cộng DN, vector DN. Như vậy thì ở đây chúng ta có là vì này, ta lập luận ngoài đây đi, vì vector A cộng vector MB sẽ bằng vector 0. Ở đây vì M là trung điểm ha, M là trung điểm. Của AB. Được chưa? Đó. À, tiếp tục vì ở đây chúng ta có là gì? DN cộng vector CN thì sẽ bằng gì các em? Sẽ bằng trừ cho gì? Vector NC và trừ cho vector ND. Chúng ta đặt dấu trừ ra thì nó ra được là gì? NC cộng cho ND. Mà hai này là vector 0, chứng tỏ ở đây cũng là bằng vector 0 này. Ở đây chúng ta không thể mở một đơn ra giải thích là N là trung điểm của CD. Hả nè. Đó, các em hiểu nè. Ok. Như vậy thì hai này bằng 0 nên chúng ta suy ra 2 nhân với vector MN sẽ bằng AC cộng cho B BD. Và cũng chính bằng cái gì các em? Và chính bằng cái gì luôn? Đó chính là BC cộng cho A AD. Điều phải chứng minh. Xong. Các em hiểu chưa nào? Đó. Bài số 5 nha. Đầu tiên chúng ta chứng minh hai vế kia bằng nhau trước. Sau đó chúng ta chứng minh một vế thì chúng ta suy ra được vế còn lại. Hả nè. Các em mà cảm thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy click quảng cáo, chia sẻ các bạn và đồng thời chúng ta comment tích cực để mà thầy có động lực để mà tiếp tục hướng dẫn cho các em nhé. Ok, tới đây thầy xin tạm dừng. Clip tiếp theo thầy sẽ quay cho các em ở cái bài đầu bài số 6 các em nhé. Okay.